Dã man con gan ở Hà Nội quá là nóng các bạn ạ. Hiện tại ấy, Hà Nội ở cái mức nhiệt độ ngoài đường ấy chắc là tầm khoảng 40 mấy độ C các bạn ạ. Rất là nóng luôn. Chào các bạn. Các bạn đây gọi là cái sông Xét các bạn ạ. Sông Xét hay là sông Tô Lịch ấy thì ở Hà Nội thì các bạn xem này, cái dòng dòng sông nó toàn là đen ngòm như này hay là dòng suối gì đó. Đây là gọi là sông thì đúng hơn. Bây giờ toàn là nước hay là kênh mương đều thải ra sông hết các bạn. Bởi vì là cái chỗ này chỗ chảy mà. Bẩn quá các bạn. Nếu mà ở quê ở quê nông thôn ấy chúng ta đã có một cái chỗ mà để tắm rồi các bạn. Nhảy xuống đi em. Quên. Lạnh vô. Chỗ này sâu bao nhiêu mét nhở? Sâu không? Sâu lắm. Sâu lắm à? Đầu ấy. Ờ. Nhưng mà ở thành phố thì rất là bẩn các bạn. Bởi vì đa số, bởi vì không thải xuống đây thì cũng không có chỗ nào thải các bạn. Cho nên rất là bẩn. Rất là hôi luôn các bạn. Điều khác biệt mình không thích ở thành phố một điểm đó chính là dòng sông mùi hôi thối rất là khó chịu các bạn. Mình đứng ở đây thôi, ở đây cảnh cũng khá là đẹp. Ở đây là mình cũng gần sông Xét đấy các bạn. Nhưng mà đứng cạnh dòng sông này lẽ ra nó phải mát mới phải. Nhưng mà cực kỳ không thích luôn. Bên kia có hoa phượng rất là đẹp các bạn nhờ. Bên kia hoa phượng cũng đẹp phết đấy các bạn. Thấy chưa? Đẹp quá các bạn, quá đẹp luôn. Dọc hai cái dòng sông Xét này thì các bạn đã thấy là hoa phượng cũng rất là nhiều. Ở đây khá là đẹp các bạn. Mùa này là mùa hoa phượng mà. Nhưng mà mối tội mình cũng thích nữa chứ, cái dòng sông này ô nhiễm quá mức rồi các bạn. Mùi hơi thối rất là nhiều. Đen ngòm các bạn ạ. Nhưng mà được cái đẹp đó chính là cái hoa phượng này các bạn. Đây là độ nghỉ hè ấy, thường hoa phượng nở rất nhiều các bạn. Đó các bạn xem hai dãy này được trồng rất nhiều hoa phượng. Đây là đường giải phóng của Hoàng Mai Hà Nội các bạn ạ. Chào các bạn xem ở đây là hoa giấy, các bạn rất nhiều hoa giấy đúng không? Thì ở đây là cái công viên Thống Nhất các bạn ạ. Công viên Thống Nhất của Hà Nội các bạn, rất là nhiều hoa giấy luôn. Đẹp không các bạn? Rất đẹp phải không các bạn? Đó. Thank you.
Hoa phượng Hồ Tây các bạn ạ. Hoa phượng quanh Hồ Tây.
Ở đây câu có cá không bác? Đây câu vẫn có cá nhỉ bác? À ít á. Cái nước này chắc là đục quá nhỉ bác? Cái này ai ai câu được thì lấy hả bác? Chung chung thôi nhở? Cái này ấy. Ai câu thì câu. À ai thích câu thì câu à? Chiều mưa trên phố vắng, day dứt tiếng mưa đều rơi. Ngày qua xích vội, mây sang giăng bờ ngõ tối. Mùa thu sao đã đến cho lá úa trên hàng cây, và em vẫn buồn khi lá bay. Ai đã cho em những ngày tháng huy hoàng?
Chiều mưa trên phố vắng, vẫn những tiếng mưa đều rơi. Màn đêm xuống dần, ai đón em khi chiều tối? Tình yêu em giữ mãi trong những lá thư còn đây.